Dạ kính chào quý cô chú anh chị, các chú trở lại kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay mình đến điểm mới của chị Lách Bến Tre của chú anh chị các bạn. Hôm nay mình đến chỗ chị Điệp. Mời cô chú anh chị mình giao lưu với chị Điệp về một số cây kiểng thực phẩm cho Tết nha. Cười nè, Đa cười dòng lên chủng đây nha loại chị luôn. đẹp gái nha. Rồi bắt đầu clip nha. Từ cây nhỏ đến cây bự của chú anh chị các bạn. Đó, đây có bán lẻ, bán sỉ luôn ha. Cô chú anh chị thích cái nào thì liên hệ trực tiếp với chị Điệp để chọn giúp kênh cho chú anh chị các bạn ơi. Đã mất thời gian thì mình bắt đầu vô clip những cái này luôn. Chào chị ơi. Dạ, em xin chào anh. Lời nói đầu tiên em xin chào cô chủ anh, cô chú anh chị em, cô bác gần xa ở mọi miền đất nước yêu thích mai vàng. Em là Ngọc Điệp, Dạ. địa chỉ là ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Dạ. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị em mình là gồm có là giỏ Thủ Đức, Phú Tân, cúc 36 cánh, lớn nhỏ em đều có hết. Dạ. Và đặc biệt ở đây em có sỉ và lẻ luôn. Anh chị em cô chú nào mà có nhu cầu thì liên hệ em số điện thoại 0968 28 2738. Số này là cũng số em xài Zalo luôn. Đây là em vô mã số đầu tiên. Cây đầu tiên là cây giảo Thủ Đức. Rồi cây đầu tiên cây số 1 luôn hả chị? Dạ, cây số 1. Cây này là có mã số là A1. Rồi A1 của chú chị các bạn ơi. Đang A1. lên bông luôn nha. Cây này là đang có, hiện tại đang có mặt bông trên cây luôn. Rồi, bông bự lắm Đó. nè. Mà chuẩn 12 cánh luôn nè. Mà cái này là nút rất là nhiều. Nút là năm nay là cây này là chuẩn bông nút rất là nhiều. Cây này em đã xử lý hết rồi, uống vô dây hết rồi. Anh chị em bây giờ mình mua về á là chỉ về Tết mình lại lá là có bông thôi, chứ không cần phải làm gì nữa hết. Rồi đế. Vô quay vòng em coi đế. À quay từ từ, đúng mà. Em chậm chậm tí nữa. Này ghép được bao nhiêu mùa chị? Cái Cây này mùa thứ ba bước qua mùa thứ bốn rồi anh. dạ này chuẩn bị bước qua mùa thứ 4 hay cô chú anh chị? Rồi em ra thêm. Rồi cho thông số luôn. Gốc Quanh quanh 18. rồi, quanh 18 rồi chú anh chị các bạn. Để xù xù luôn ha. Tán ngang là 78. Rồi tán ngang 78, chiều cao. Chiều cao là 104. Rồi, cao 104. Cây này em xin giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu một cây, em bao phí ship toàn quốc. Khi nhận cây thì cô chú anh chị em mình chỉ thanh toán 1 triệu thôi, chứ không phát sinh thêm cái tiền gì nữa hết. Rồi, mã số 1A 1 triệu cô chú anh chị bạn ơi. Rồi. Rồi, phép đổi cây luôn. Giảo Đức lên bông đẹp ha. Gần 4 mùa ha cô chú anh chị bạn. Rồi, tiếp theo cây 2A. Cây 2A. Cái này là cũng là cây giảo Thủ Đức luôn. Hiện Này. tại cũng đang có mặt bông, và mặt Này, bông tự của em nhiên rất chưa là có gì chuẩn vậy nhé, ha. bông rất là Đây to. là chưa chưa khoan nha chị. Đó, bông cho bá lửa luôn đó chú chị đó. Dạ. Chuẩn bông luôn. Cái này là chuẩn bông và nụ đồ rất là nhiều, Tết này à, là chuẩn Tết luôn nhé. Đó, rất là nhiều ha. Đây, ông nụ nhiều lắm. Giảo Đức nha chú chị các bạn. Cái này thông số là 14. Đó, quanh 14 nha chú chị các bạn. Tăng ngang chiều cao luôn chị ạ. Ông nụ nhóc ha. Chiều cao là 75. Tán Ồ, tán ngang. ngang là 75. Rồi, tán ngang 75. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 89. Rồi, chiều cao 89 nha chú anh chị các bạn. Rồi, rất đẹp ha, này Dạ, chưa dạ. có vô dây chú anh chị, hàng tự nhiên còn ha. Cái này là hàng tự nhiên. Đó. Em quay một vòng cho anh chị Đấy, đẹp cô ha. chú mình xem nhé. Góc này góc xù chứ. Dạ, cái này nó xù hết rồi. Rồi, giao lưu giá luôn. Cái này em giao lưu là giá là 900 ngàn. Em bao phí ship toàn quốc luôn nhé. Rồi 900 ngàn của chú anh chị các bạn ơi. Mấy cái bự này mình có hàng cây nhỏ gì không chị? Dạ. Giới thiệu cho Dạ, khách đây biết luôn vườn chị. em hiện tại cũng đang có một số lô cây nhỏ này, nhưng cây nhỏ thì em không đo thông số. Đây, cây này thì Trời, cũng đang mọc có cho mặt bá bông. luôn. Dạ. Hình như bự lắm của chú anh chị. Tay mình để vô nó dài lắm. Có hai lần hai lóng tay luôn. Dạ. Hả? Mấy Như cái cây này này. thì mình bán sỉ lẻ đầy đủ hả chị? Dạ, cái này em bán là 150 một cây. Đó. Mà em nhận ship từ 2 cây trở lên. Nó Rồi. 150 ngàn một cây mà nụ quá trời nụ luôn rồi nút nè. Cái này thì cây nhỏ quá em không đo thông số và gốc. Thường thường gốc này thì bằng ngón chân cái trở lên, gốc nào nó cũng là xù hết trơn. Là có quấn rễ hết trơn nhé. Dạ, đó. Vườn cái này số lượng nhà vườn em rất nhiều, anh chị cô chú nào có quan tâm thì liên hệ em nhé. Rồi, mẫu hàng mẫu người chú anh chị các Dạ. bạn. Rồi, tiếp tục. Số 3. Cây này A3 là cây Phú Tân nhé.
Rồi dạo Phú Tân của chú anh chị các bạn ơi. Dạ, cây dạo Phú Tân. Cây này cũng trái ghép cũng được 3-4 mùa nữa hả chị? Dạ, cây này cây mùa 3 mùa rồi em. Dạ, gốc. Đẹp ha. Gốc và bắt đầu nó xù nở, không bắt đầu nở cũ thôi. Xù ha. Xù hết rồi. Hụt xù không bắt xù chứ bác coi cây đó chú anh chị các bạn. Cây này xù. Rồi quay vòng cho em. Đấy khá đẹp nha chú anh chị các bạn. Cho em thông số luôn chị. Dạo Phú Tân. Quanh gốc là 17. Rồi quanh gốc 17 rồi chú anh chị các bạn ơi. Rồi tán ngang. Tán ngang là 67. Rồi chiều cao luôn chị ơi. Chiều cao là 74. Rồi rồi. Giá giao lưu luôn. Cây này em giao lưu với cả nhà mình là 800 ngàn. Em bao phí ship toàn quốc. Rồi. 800 ngàn của chú anh chị các bạn ơi, dạo Phú Tân. Dạ. Mã số luôn. Cái này là A3 nhé. Rồi, mã số là A trước nha của chú anh chị, số sau nha. Nãy mình đọc hơi lộn. Dạ. A3. Rồi, con xuống cái này luôn đi. Rồi, mình đổi cây luôn nha của chú anh chị các bạn ơi. Đây, nhà vườn đây còn rất là nhiều luôn của chú anh chị này, đây. À. Mày có hai cô thùng nữ bán cây kiển ha. Ở Bến Tre ha. Cây này là cây A4, cây cúc 36 cánh. Cúc 36 cánh nha cô chú anh chị các bạn. Dạ. Đây là cây cúc 36 cánh, cây này là cũng 3 mùa rồi nhé. Dạ, ghép được 3 mùa chú anh chị. Dạ, cho cô chú anh chị. Nút rất chi là nhiều. Đó. Quá trời nụ luôn. Dạ. Đầy đủ luôn ha. Dạ. Gốc đẹp nha, nở. Dạ, gốc này nở hết rồi. Đây nở đẹp không chú anh chị? Dạ. Cúc 36 cánh ha. Tàn kính luôn á. Cái này mình vô về mình mua về tập vô dây của chú anh chị các bạn ơi. Rất là đẹp. Kính tàn. Tạo dây là tạo dáng đẹp bonsai để bạn. Ok luôn ha. Này mã số A4 của chú anh chị các bạn. Dạ, em để em ra thông số. Hành gốc là 15. Dạ rồi, quanh gốc 15. Trời bắt đầu chuyển mưa nữa của chú chị. À, tán ngang là 60. Dạ rồi, chiều cao. Chiều cao là 73. Rồi, vô lưu giá luôn. Cái này em xin giao lưu là 900 ngàn cây này, ban bao phí ship toàn quốc. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Dạ, rồi, bên xuống rồi đổi cây. A4 là 900 ngàn. 800 ngàn hả chị? 800 ngàn. Rồi. Rồi mã số là cây A5. Giảo Thủ Đức. Rồi Giảo Thủ Đức nha chú anh chị. Dạ. A5. Dạ. Rồi cái gốc xù luôn, quái luôn. Cái gốc. Gốc này là xù rồi nhưng mà có cái chậu nó bể nhìn nó khó coi quá. Nữa mình ấy lên một ngút chậu ha. Dạ. Đâu có để chậu đâu. Rất đẹp ha. Rồi thôi. Cây này rất đẹp nha chú anh chị các bạn. Cái này bảo đảm cái này đế đẹp luôn, xù hết. Thông số là 16, cây này là 16, hoành à. 16. Hoành 16 của chú anh chị các bạn ơi. Tán ngang. Tán ngang là 70. Rồi, tán ngang 70, chiều cao. Chiều cao là 87. Rồi, chiều cao 87, giao lưu giá luôn, mã số 5A5. A5, cái này A5 em giao là em bán cây này là em bán 900 ngàn một cây. Rồi, 900 ngàn một cây của chú anh chị các bạn. Bông gió nè, đẹp ha. Dạ. Rồi, mình đổi cây luôn. Rồi xuống đây bé. Cây đẹp ha chú anh chị các bạn. Tiếp theo A6 của chú anh chị các bạn ơi. Bé ơi, con ghi vô đó nè, A5 nè. 800. Cây này là cây cúc 36. Rồi tiếp theo A6. A6 là cây cúc 36 cánh. Tàn tròn ha. Dạ, cây này thì tàn toàn. Nụ. Gốc nó cũng đang nở nữa. Nở thấy có nụ quá trời nụ. Cây này nhiều lắm anh. Nhiều lắm nè. Chị dạch ở đây mà nó quay qua kia không, chơi kỳ quá. Em dạch anh không quay, anh cứ quay chỗ khác. Kỳ quá, dạch không làm coi khác. Cái này tàn rất chi là đều. Quay vòng nhẹ chị. Quay vòng coi cái đây. Để khá đẹp nha chú anh chị. Rồi cho thông số luôn.
Rồi tại mưa luôn. Rồi quay quay cái cảnh này đi. Quay tiếp đo đi chị. Cái này là 17. Rồi quanh 17. Mưa của chú 96. Chị bằng 96. Tán ngang là 96. Tán ngang 96. Chiều cao. Chiều cao là 84. Rồi giao lưu giá luôn. Dạ, cái này em giao lưu với anh chị em cô chú mới là 1.100.000, em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Rồi, 1.100.000 của chú anh chị ơi, các bạn ơi mình đổi cây nha. Và rồi tạm ngưng luôn của chú anh chị ba mưa. Tạm ngưng đi anh. Rồi, tiếp theo A7 nữa cô chú anh chị, hết trời mưa, hết mưa rồi. Mình vào clip cái này A7. Cái này là cây A7. Rồi quay một vòng luôn chị ơi. Nó tàn bự tàn cái tròn. Cái này là cây A7, nó là cây giả thủ đức nha. Cây giả thủ đức. Gốc này là gốc hình con thú nằm nha. Đây. Thú luôn rõ ràng. Đây một chân đây cái đuôi. Đây chỉ giữa đây nó có cái lỗ hủng nữa nè. Cái eo á. Cái eo ngay đây nè, em nắm tay ngay đây nè. Đây rồi quay vòng luôn. Rồi ôm nụ bông nhóc cho ha. Rồi cái này là nụ nhiều lắm. Lô hàng này của em á thì bao la nụ nè. Quá trời nụ luôn nè. Rồi ở dưới luôn kìa. Em dạch ở dưới, anh dạch anh bơi ở trên cái này nè. Chỗ này là không thích nữa đó. Gì mà dạch chỗ này đó chỗ kia coi kia rồi cho thông số luôn. Dạch chỗ này cái đó chỗ kia không nhà là không vui vậy nha. 20 rồi, quanh 20. Tán ngang, tán ngang là 102. Rồi tán ngang 102 của chú anh chị các bạn ơi. Chiều cao, chiều cao là 78. Rồi vô lưu giá luôn. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là cây này là giá 1 triệu nhé. Rồi 1 triệu luôn cô chú anh chị các bạn ơi. A7 rồi xin phép đổi cây luôn. Tiếp theo A8 của chú anh chị các bạn ơi. Cây A8 là cây dạo Phú Tân. Rồi dạo Phú Tân của chú anh chị các bạn. Dạ, cây dạo Phú Tân. Đấy, tròn gốc. Tròn tốt luôn ha. Gốc này của em toàn là nở hình không nhé. Rất đẹp hơn chú anh chị. Dạ. Đấy nở luôn. Tròn tròn do luôn ha cô chú anh chị các bạn. Quanh tại dưới này 19. Tán ngang 77. Rồi. Chiều cao là 80. Rồi, chiều cao 80. Cái này là cây A8. Cái này em giao lưu với cả nhà mình là 800k nha. Rồi, 800k cô chú chị các bạn ơi. A8 ha cô chú chị các bạn. Rồi xuống giùm con luôn đi. Dạo Phú Tân nha cô chú anh chị các bạn. Tiếp theo A9 của chú anh chị các bạn ơi. A9 cũng là cây dạo Phú Tân luôn. Rất là đẹp luôn ha, con thú luôn nè. Mưa còn nước còn lập đợp luôn ha cô chú anh chị các bạn. Nước mưa xuống nó bay cái chữ của em. Cái này quá trời tàn cô chú anh chị các bạn ơi. Cây này, này là gốc đang nở không nha. Gốc đẹp luôn. Quanh 24. Rồi. Quanh 24. Tán ngang là 80. Rồi chiều cao. Chiều cao là 78. Rồi. Cây dạo Phú Tân này em giao lưu là 800.000 một cây. Rồi đổi cây luôn, 800k của chú. 800.000 một cây A9 ha cô chú chị các bạn. Mã số A9 dạo Phú Tân. Tiếp theo A10. A10 là cây cúc 36 cánh. Rồi, cúc 36 cánh nha chú anh chị bạn. Đấy, quá đẹp luôn nè. Đó. Cái này là hình nhá, hình một con như một con thú đang ngồi nè. Rất là đẹp ha. Có đuôi, có gốc. Đang cầm và bá lửa luôn, ôm nụ con nhóc chưa. Hoành 13. Rồi, hoành 13. Rồi, nó chặt ha. Tán ngang là 75. Chiều cao là 78. Cây cúc 36 này em giao lưu với cả nhà là 800k. Rồi, A10 800k chú anh chị các bạn ơi. Dạ. Cúc 36 cánh nha chú anh chị các bạn. Mã số A10 cô chú anh chị thích cái nào liên hệ theo mã số nha. Mình để mình liên hệ với chị đẹp để chọn giúp kênh ha. Không kêu bằng em cho nó trẻ, các cái nhỏ mình mà. Để cô chú anh chị. Cây A11 là cái dảo thủ đức. Dạ số đức của chú diện bạn ơi. Đang thầm cao luôn ha. Dạ. Thằng lắc lượng, thầm nụ luôn. Này, quá trời đẹp luôn. Gốc cũng đẹp. Gốc đang nở. Chưa. Gốc hình. Rồi. Dạ số đức của chú diện các bạn. Cây A11 này là dạo thú đức. Hoành 16.
Anh 16. Cái này là hình thông. Cái này là chú chị lật cái đọt lên cho hết hộp rồi. Đủ không? Tán ngang là 66. Tàn rất là đẹp nha chú chị các bạn. Tàn thông luôn, lăn thẳng lắc lượng. Chiều cao là 95. Ông quay một vòng cho cả nhà mình xem nhé. Đây là tàn thông. Cái này xin giao lưu với cả nhà mình là 900. 900 một cây. Rồi, 900 một cây của chú A11, 900k. Mã số là A11. Rồi, mình đổi cây luôn. Tiếp theo số A12, ở đây còn rất là nhiều ha, mua vừa cánh đồng vườn mai luôn nè. A12. Rất là nhiều luôn ha. Tiếp theo A12. Còn thú luôn. A12 cũng là cây dảo Phú Tân. Rồi, dảo Phú Tân, quay vòng coi đế luôn. Cái này là củ đang nở rồi. Đẹp ha. Dạ, củ này là củ đang nở rồi nè. Rồi. A12 là cây dảo Phú Tân. Dảo Phú Tân rồi chú chị các bạn. Rất là đẹp ha. Tàn tròn cho luôn. Này chưa có chỉnh sửa dây nhiều nha. 19, hoành là gốc là 19. Rồi, hoành gốc 19. Tán ngang là 79. Rồi, chiều cao luôn. Nó rất là đẹp ha, thằng tròn vo luôn. Chiều cao là mùa. Chiều cao là 79 luôn. Rồi, chiều cao 79. Dạ, cái này em xin giao lưu với cả nhà mình là 900k. Gốc. Đẹp ha. Gốc hình con thú nằm thú luôn. Đang nằm luôn. Rất đẹp luôn. Dạ. Rồi, rồi đổi cây con luôn. Rồi, tiếp theo A13. Ồ, quá trời nhiều luôn ha. Sỉ lẻ đầy đủ ha. Dạ, cái này sỉ lẻ đầy đủ luôn. Nếu mà sỉ thì liên hệ em số điện thoại là 0968 282738. Em có giá sỉ luôn nhé. Và đây cũng là số em xài Zalo. Có gì cô chú anh chị em mình liên hệ qua Zalo. Em gỡ số cây và thông tin chính xác cho. Cái này là cây A 13. A 13. 13, 24 vậy. Quên tự nhiên 13. A 13. Nó 12 đó. A13. Con thú là 12. A13 của chú chị. Cái này A13 này cũng cây dạo Phú Tân. Rồi, dạo Phú Tân luôn của chú chị dạ. Bạn ơi. Ngưa quá làm lộn cộng. Quanh gốc là 14. Rồi. Quá tốt luôn hả chú chị các bạn. Tán ngang là 60. Chiều cao là 66. Cái này xin giao lưu với cả nhà là 700k. Rồi 700k của chú chị các bạn ơi. Dạ Phú Đức bông kia kìa, dạng thật luôn ha. Dạ bá luôn, chúc cho chú mình xem nè. Phút cuối làm cho là bông nở nặng lừ cho nó. Dạ bá bông gió bự cho bá luôn. Trưởng bông luôn. Đây Phú Đức nha chú chị các bạn. Cây A14 là cây dạo Thủ Đức nha. Rồi dạ Phú Đức A14 nha chú chị các bạn. Chính tàn luôn. Nốt đẹp nè. Luôn. Dạ. Cây này đẹp. Cây này tụi mình nó đang có bông rồi. Nó. À. Nghe. Đó, thấy con chú anh chị không? Ừ. Chuẩn bông luôn bụi trà bá luôn ha. Nó đang có bông gió xong mà nó đã bông gì nè. Đây, chuẩn bông 12 cánh luôn nhá. Nó đẹp ha. Dạ. Đặt lên cái góc dưới đây là ngóc hết. Hoành 16. Góc đẹp nha, để đẹp. Tán ngang là 87. Trong đây là bông nhóc chừng của chú anh chị. Chiều cao là 90. Cái này quay một vòng cho chị coi nè, đó, tàn rất là đều. À, tròn vo luôn của chú anh chị, dạ. Đẹp ha. Rồi, giao lưu giá luôn. À, dạ, cái này xin giao lưu với cả nhà mình là cái này là 1 triệu. Rồi, giá 1 triệu của chú anh chị các bạn ơi, giảm số đức ha. Dạ. Để đẹp luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo. A15. A15 cũng là cây dạo Thủ Đức. Dạo Thủ Đức nha chú anh chị, rất đẹp luôn, tạng rất là tròn đều luôn nè. Thường chậu đẹp luôn, chơi Tết luôn ha. Đặc biệt là cô chú anh chị yên tâm, nụ khỏi nói luôn á. Thủ Đức bông nó nụ nó cũng không thua gì Đại Lộc nha chú anh chị các bạn. Vàng này của em bông quá trời luôn. Bông bự nữa, đặc biệt là bông rất là bự. Chữ sáng, chuẩn bông sáng bự. Hoành gốc là 15. Ở quay hình gốc, à, gốc. Đẹp ha.
Góc nào khuyên xử? Góc này tuyệt đẹp luôn. Góc này xù luôn mà đẹp ha. Tán ngang là 72. Chiều cao là 94. Rồi cây này em xin giao lưu với cả nhà mình là cây này là 800.000. Rồi 800.000 của chú anh chị các bạn ơi. A15. A15 là 800.000. Tất cả đều bảo ship hay của chú anh chị con. Dạ. Đó cây. Tiếp theo A16. A16 là cây cúc 36 cánh. Rồi cúc 36 cánh nha chú anh chị các bạn. Để đẹp luôn. Càng tròn luôn. Cúc 36 cánh nha cô chú anh chị các bạn. Này cô chú anh chị hành gốc là 16. Dù gì hoành 16 hành gốc. Hành 16 hành gốc. Tán ngang là 95. Rồi chiều cao. Chiều cao là 72. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình là 700k. Rồi 700k cô chú anh chị các bạn. A16. Rồi ok. Sẽ mưa tới cô chú anh chị. Rồi tiếp theo A17. Cây A17 này là cũng cây cúc 36. Rồi. Giáo. À cái này cây giáo hả? Đừng mưa lính quýnh mưa. Mưa hả lính quýnh. Giáo đẹp quá. Cái này là cây giáo. Rồi quay vòng đi coi đế nè. Cái chú hoàng từ từ. Đế rất đẹp ha. Rồi xù luôn của chú anh chị. Cái này là cây xù rồi nè. Cái xù đấy. Rất đẹp ha. Hoành 18. Đế đẹp luôn. Con thú luôn. Giáo xù giáo xù đức nha chú anh chị các bạn. Nụ quá trời luôn. Tán ngang là 80. Chiều cao là 90. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình là cây này là 900k. Rồi 900k luôn cô chú chị các bạn ơi. Ủa, cái này là sớm bao nhiêu rồi? Mười mấy rồi. A 17, 18 vậy đó. 18. Rồi xuống luôn đi ông trai. Rất là đẹp luôn ha. Rồi đây để cây khác. Rồi rất đẹp ha. Rồi tiếp theo của chú anh chị bạn ơi. Cái này là phúc tân. Rồi cái này là cây A19. Cây đó nhảy lỡ cái nhảy số không sao trời mưa. Rồi A19 nha chú anh chị các bạn. Này giảm phúc tân hả? Cái lá giống phú tân. Phú tân. Cái này phú tân anh. Rồi. Dảo phú tân ơi chú anh chị các bạn. Cái A19 đây cái dảo phú tân nha. Có nụ nhiều lắm á. Cái này là nụ nhiều. Tại mưa mình quay lính quýnh quá. Mưa. Mưa quá. Mưa tới nữa cô chú anh chị. Mưa tới đẹp luôn nè. Quay chúng ngày mưa bão. Rồi em ra thông số luôn. Quanh gốc tại dưới. Quanh 18. Rồi chiều cao tán ngang luôn. Tán ngang là 95. Rồi chiều cao. Chiều cao là 90. Rồi. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình là cây này là 1 triệu. Rồi 1 triệu luôn cô chú chị. Dạ. Các bạn ơi, giả phú tân nha. Dạ rồi. Cái này là 1 triệu. Rồi trời mưa mình tạm ngưng cô chú chị. Chứ mình tạm ngưng nha. Rồi tiếp theo của chú chị ơi. Tiếp theo là cái cây số A20 nha. Nhìn cái cây này là cụ rất đẹp luôn. Cái gốc quá đẹp luôn nè, hình làm như hình con cóc luôn. Đó. Như hình con cóc luôn. Quá cây này có hai cái chân hai bên chính giữa hình như hình con cóc luôn. Xù luôn. Cái này là xù đang xù luôn. Cây này là cây giảo phú tân nha. Rồi giảo phú tân của chú chị các bạn ơi. Cái này em đo không biết giờ đo nào đo trên đây đi, đo trên cổ đi. 18. Rồi, quanh 18. Trời đang mưa nữa chứ. Tán ngang là 92. Rồi. Cao là 68. Cái này giao lưu với cả nhà mình là 900k nha. Rồi 900k của chú chị các bạn ơi. Mã số 20. Rồi cái mã số 20 là cây giảo phú tân. Giảo phú tân. A21 là cây cúc 36 cánh. Rồi A21 của chú chị. Ủa cái này cây giảo hả? Rồi là mưa là trời mưa quá. A21. Rồi, cái giảo. Giảo Thủ Đức. Giảo Thủ Đức của chú chị các bạn. Mưa quá lính kính luôn, nhìn không ra luôn. Rồi. Đẹp ha, nụ không? Cái này nụ không à?
Đây cái hình gốc này là gốc hình con nhá. Đây nè, em có cái tai thọt của nó nè. Đây là cái đuôi của nó nè, cái tai thọt ở chính giữa nè. Hình hình gốc là rất đẹp. Con rất nhiều bạn. Cô chú anh chị em mình thông cảm nhé, trời mưa lính quýnh quá. Đó. Hình gốc là 20. Hình gốc 20. Tán ngang là 82. Rồi, chiều cao. Chiều cao là 83. Rồi, quay vòng báo giá luôn. Cây này em xin giao lưu là 900 ngàn nhé. Rồi, đổi cây luôn. Dạ. Rất là đẹp không chú chị các bạn. Dạo Thủ Đức. Rồi, tiếp theo mã số A22. Rồi, xù nữa. A22, cây này xù. Gốc xù của chú chị các bạn, đẹp ha. Rồi, tiếp tục một cây giảo nữa. Giảo Thủ Đức của chú anh chị các bạn. Cái này cây giảo Thủ Đức, gốc xù nha. Đây là gốc xù rồi nè. Nụ bọc là. Hoành gốc là 18. Tán ngang là 90. Chiều cao là 79. Rồi, vô cây A22 này là cây dẫu Thủ Đức. Em xin giao lưu cái cây này là 1.100.000. Rồi đổi cây luôn. Rồi, xuống cây. Tiếp theo mã số A23. A23 là cây cúc 36 cánh. Rồi A23 là cúc 36 cánh của chúng chị các bạn. Anh quay cái đế đi. Ồ, đế đẹp nha của chúng chị các bạn. Hình ha. Cúc 36 cánh nha chú anh chị các bạn. Hoành đế là 18. Rồi, đế 18. Tán ngang là 79. Cao là 74. Cây A23 này là cây cúc 36, giao lưu với cả nhà mình là 900k. Rồi, đổi cây luôn, 900k của chú anh chị các bạn. A23. Cây A24 cũng là cây cúc 36 cánh nha. Rất đẹp luôn ha. Để thêm cây đi, về cây đi. Rất đẹp luôn hả chú chị các bạn. Nụ không. Cái này thì hình gốc là 19. Cái này là cúc 36 hả? À? Dạ, cây cúc 36 cánh. Quá trời nụ luôn. Đấy đẹp luôn. Tán ngang là 102. Rồi. Chiều cao là 93. Cây cúc 36 cánh này em giao lưu với cả nhà là 1.100.000 cây này nhé. À, 1.100.000 của chú anh chị các bạn, rất là đẹp luôn ha. Xù 1.100.000. Gốc xù luôn ha. Dạ, gốc này gốc xù, nó đang bắt đầu xù lên nở. A20. 4. Dạ. A24. Tiếp theo A25 của chú anh chị các bạn ơi. Cái này là cây dảo. Dảo. Cái này là cây A25 là cây dảo Thủ Đức nhé. Rồi, dảo Thủ Đức của chú anh chị các bạn ơi. A25. A25. Nụ nhóc trên trống của chú anh chị các bạn. Cái này dần nồi này thì nút quá trời nút luôn. Hình này là hình gốc hình. À, hoành 17. Ờ, hoành gốc 17. Liền ha, sắp liền cốt ha. Tán ngang là 84. Chiều cao là 82. Cây A25 này, cây dảo Thủ Đức này em xin giao lưu với cả nhà mình là 900.000. Rồi, 900.000 của chú anh chị các bạn. A25. Còn dạ, cái nào nó không vậy? Dạ. Thôi, cây 25 này là cây cũng cuối cùng kết thúc trong video này. Dạ. Lần cuối cùng thì em xin kính chúc cô chú anh chị em gần xa xem kênh và ủng hộ em. Hôm nay là con cái lên clip đầu tiên cũng hơi lộng cộng, có gì xin cô chú anh chị em mình thông cảm và ủng hộ em qua số điện thoại là 0968 282738, cũng là số em xài Zalo. Và em xin chào và hẹn gặp cô chú anh chị em mình những cái clip sau nhé. Rồi, ở đây mình có một số cây giới thiệu là cây mẫu nhỏ hồi nãy lúc dạ, đầu. Ở đây thì em có những cái cây mẫu nhỏ đây. Lúc đầu nãy có giới thiệu đó cô chú anh chị. Đó, đây là cây đó.
Con nhỏ cái này là em ghép hai mùa rồi. Đây nguyên gốc này của em là cái này em còn khoảng 7-8 ngàn ở tại vườn. Cây này em đang bán giá là 150 ngàn một cây. Em sẽ nhận ship từ 2 cây trở lên. Còn những sĩ nào có muốn lấy số lượng về bán lại thì xin liên hệ em số điện thoại. Kết bạn Zalo với em thì em báo giá rồi gửi hình ảnh trực tiếp. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị ha, đã ủng hộ xem. Rồi, cô chú anh chị thích là liên hệ trực tiếp với chị Điệp ha. Rồi, cô chú anh chị mình xem ha, đây dâu đức mà. Một số cây mình thấy từ xa nãy chưa cho coi nè. Bông rất là dữ luôn. Chà bá luôn, ý là nó đã trời mưa đó ha. Bông ha. Trời mưa đó. Bông là gì đó. Rồi, xin trân trọng kính chào cô chú anh chị các bạn ơi. Rồi, tổng chào luôn. Quay mà ướt như chuột lột luôn.